Kính chào quý ông bà anh chị em thân mến, rất cảm ơn quý ông bà anh chị em đã trở lại kênh của Siêu Nguyện để cùng học lời Chúa với Hội Thánh. Cứ mỗi video clip đăng lên, tôi thấy có nhiều người vào xem, nhưng tiếc là ít người nhấn nút like quá. Vậy xin quý ông bà anh chị em đừng quên nhấn nút like. Hành động này sẽ giúp cho kênh phát triển nhanh hơn và nhiều người sẽ biết đến ân điển và lẽ thật. Bây giờ chúng ta cùng học lời Chúa với mục sư Nguyễn Thanh Bình. Amen. Chúng ta sẽ tiếp tục chương 8. Từ chương 5 tới chương 7 là chúng ta đã thấy rằng là những bài giảng của Chúa Giêsu Christ. Bây giờ chúng ta qua chương 8 là thời gian mà chúng ta học về những phép lạ, chúng ta thấy những công việc của Chúa Giêsu Christ. Khi Chúa bắt đầu sau những bài giảng đó là một phép lạ xảy ra đối với người phung. Chúng ta sẽ xem trong đoạn 8 câu 1. Khi Đức Chúa Giêsu ở trên núi xuống, có đoàn dân đông lắm theo Ngài. Này có một người phung đến gần, lạy Ngài mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa khứng có thể làm cho tôi sạch được. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ người mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. Tức thì phung được sạch. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng người rằng: Hãy giữ, chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Rồi, như vậy thì đây là phép lạ về việc chữa lành người phung. Và chúng ta biết rằng là người phung thời buổi bây giờ thì trong xã hội Do Thái đó, là người ta cách ly người phung ra, và người phung coi như là một người ô uế, một kẻ ô uế mà không ai đến gần, không ai dám đụng chạm đến, bởi vì đụng chạm đến là bị lây phun luôn á, bị lây luôn cả bình phun luôn. Này, trong sách Lê Vi Ký luật về người phun, Lê Vi Ký đoạn 13 câu 45 á, có nói là vả người đã bị vít phun rồi phải xé quần áo đầu trần, che râu lại và la lên rằng: ô uế, ô uế. Vậy đó, họ phải la lên để cho mọi người biết họ là phun, là ô uế, để mọi người đừng chạm đến, bởi vì chạm đến là gây ô uế. Chạm đến là lây ô uế, cho nên là biểu là đừng la lên để đừng người ta đừng có chạm đến. Và trọn lúc người có vít thì sẽ bị ô uế, phải ở một mình ngoài trại quân. Người phun là phải cách ly ra khỏi gia đình, cách ly ra khỏi cộng đồng luôn và ở một mình ngoài trại quân. Nếu mà có quá nhiều người phun đó thì người ta sẽ có một cái khu riêng cho những người phun ở, khu riêng cho người phun ở. Cho nên là cái tình trạng của người phun á là cô độc, là xấu hổ, là ô uế và bị xa lánh, bị khinh miệt. Cái sự mặc cảm nó lớn lắm, sự mặc cảm lớn lắm, mặc cảm về tội lỗi rất là lớn, mặc cảm bị xa lánh, bị ruồng bỏ rất là lớn. Cho nên khi ông đến với Chúa và ông cầu nguyện, ông cầu xin Chúa, ông nói là nếu Chúa khứng. Nếu Chúa khứng, có nghĩa là ông có vẫn cảm thấy là ông không xứng đáng. Ông vẫn mặc cảm tội lỗi, cảm thấy không xứng đáng để mà nhận được thầm thương xót, nhận được ôi hệ từ Chúa. Nhưng là tại vì khi ông nghe Chúa giảng, chắc chắn là ông đã nghe Chúa giảng, ông nhìn thấy Chúa làm phép lạ. Đã. Nhất là Chúa giảng cái câu là phước cho kẻ hay than khóc vì sẽ được yên ủi. Ông đang than khóc vì bệnh phung của ông. Thì Chúa nói là vì sẽ được yên ủi. Cho nên chính lời giảng của Chúa mà đã thúc đẩy ông đến gần với Ngài. Mặc dù nguyên tắc là không được, ông không được phép đến gần. Ông đến gần với Chúa và ông cầu xin như vậy. Ông nói nếu Chúa khứng. Ông thì ông tin là Chúa có quyền phép. Đối với bệnh phung của ông, bệnh phung là bệnh mãn tính, bệnh phung là cái bệnh nan y thời bấy giờ, không có chữa được. Không có chữa được. Ông tin Chúa có quyền năng làm cái việc đó. Chắc chắn là ông đã quan sát Chúa đã làm phép lạ từ nhiều lần rồi. Cho nên ông tin có quyền này, nhưng mà ông vẫn không chắc chắn việc là mình có được thương xót hay không. Ông đã quá quen với cái chuyện người ta ruồng bẫy, người ta khinh rẻ, người ta rủ xả ông rồi. Cho nên là khi nghe Chúa giảng, ông cảm thấy được Chúa có cái lòng thương xót lớn lao. Nhưng mà ông không biết rằng ông có được hay không, cho nên là nếu Chúa khứng, nếu Chúa muốn, khứng có nghĩa là muốn, nếu Chúa muốn.
Thật ra cái này nó cũng là điều mà chúng ta hay mắc phải. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện á, tất nhiên là hết thảy chúng ta là con cái Chúa, chúng ta được nghe nói nhiều về quyền năng của Đức Chúa Trời rồi, chúng ta không có nghi ngờ Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng vô đối, quyền năng tối thượng, quyền năng mà coi như là khiến kẻ chết sống lại luôn mà, quyền năng mà tạo dựng trời đất này. Nhưng mà cái trục trặc của chúng ta đó là mình lại không biết chắc mình có xứng đáng để được đáp lời cầu nguyện hay không. Nhiều khi là có thậm chí là bị hội thánh hay là bị người ngoài tác động vào nữa. Nhiều khi họ nói à, anh chị bị vậy là tại vì tội lỗi đó. Đó, tại vì tội lỗi, tại vì không ăn năn đó. Cho nên cầu nguyện hoài Chúa không đáp lời. Cầu nguyện hoài Chúa không đáp lời. Cho nên đôi khi là chính sự dạy dỗ, chính sự ảnh hưởng như vậy đó, làm cho chúng ta cứ nghĩ rằng những lời cầu nguyện mà chúng ta không được là chúng ta nghĩ mình không xứng đáng. Hoặc là chúng ta cũng không dám cầu nguyện, không dám cầu xin. Nếu chúng ta có vấn đề gì trong đời sống, chúng ta không dám cầu xin, bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không xứng đáng. Mặc dầu hết thảy con cái Chúa đều tin rằng Đức Chúa Trời chúng ta là một Đức Chúa Trời có 102, Ngài là quyền năng vô song. Đấy. Cho nên chúng ta cũng thường hay thường cầu xin giống như người phụng này nè. Nếu Chúa muốn. Cầu xin nếu Chúa muốn. Rồi khi mà cảm thấy là coi như giống như Chúa không muốn, là mình cảm thấy chứ không phải là Chúa nha. Mình cảm thấy mình không được đáp lời. Mình cảm thấy chuyện nó không có xảy ra. Mình cảm như là Chúa không muốn. Thì lại cầu nguyện ngược lại là xin ý Cha được nên. Xin ý Cha được nên, đây là cái lối cầu nguyện mà coi như truyền thống hay dùng nhất. Xin ý Cha được nên. Ý Cha được nên là thế nào? Ý Cha được nên là ý Cha được muốn cuộc sống của mình là một cuộc sống toàn vẹn, phước hạnh, là nguồn phước cho nhiều người. Đó là ý của Cha đó, chứ không phải là một cuộc sống khốn khổ, thiếu thốn, vất vả, khó khăn, buồn thảm. Không phải là ý Cha đâu. Nếu mà ý Cha như vậy thì Chúa Jesus chết thập tự giá làm gì? Ngài chịu nghèo làm gì để cho chúng ta được nên giàu? Ngài bị đánh đập làm gì để cho chúng ta được chữa lành? Ngài đâu cần phải làm điều đó. Chúa làm tất cả những điều đó là bởi vì ý muốn Đức Chúa Trời là khi một người đã tiếp nhận Chúa Jesus, tiếp nhận sự giá trả trọn vẹn của Ngài, thì người đó phải là một người sống trong đời sống phước hạnh, thịnh vượng và trọn vẹn. Chứ cái ý Cha của được nên của họ giống như là họ chấp nhận cái hiện trạng vậy đó. Có nghĩa là Chúa cho họ ở trong cái hoàn cảnh đó để họ học bài học. Nói vậy đó. Nhiều khi mà coi như cầu nguyện mà không thấy được, hoặc là mời mục sư mà người này cầu nguyện không được, cuối cùng cái là ông mục sư nói là chắc là ý Chúa. Ý Chúa mình phải chấp nhận vậy để mà vác thập tự giá. Không. Nó không có lẽ thật. Cầu nguyện mà nếu Chúa muốn không phải là lẽ thật. Cầu nguyện mà ý Cha được nên cũng không phải lẽ thật luôn. Ý Cha được nên theo cái kiểu này, theo cái kiểu chấp nhận hiện trạng này, không phải là lẽ thật. Ý Cha được nên là phước hạnh, là bình an, là vui mừng, là ân điển, chứ không phải là khổ sở. Nó không phải là lẽ thật, mà cũng không phải là đức tin nữa. Cái này là đức tin nửa vời, nửa chừng bỏ cuộc rồi, nên phải là đức tin. Và chúng ta thấy Chúa đáp ứng lại với ông người phụng này như thế nào. Bởi lòng thương xót của Ngài mà Chúa nói là ta cứng. Ta muốn chữa lành. Tất nhiên là lẽ thật này nó không chỉ dành riêng cho người phụng này thôi, nhưng mà cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người, Ngài đều cứng, Ngài đều muốn. Ngài muốn cái gì? Ngài muốn cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục. Trong Ê-sai đoạn 66 câu 1. Và đó cũng chính là mục đích cao cả của Đấng Christ khi Ngài đến thế gian này. Mục đích của Ngài để giải phóng người ta. Mục đích của Ngài để cứu người ta. Cho nên tên của Ngài là gì? Là Giê-xu, có nghĩa là Giê-hô-va Sua, có nghĩa là Giê-hô-va cứu chuộc. Cho nên chúng ta phải biết rằng là khẳng định với nhau, Chúa muốn giải cứu con người, giải thoát con người. Hơn nữa là những cơ đốc nhân đã tiếp nhận Chúa rồi, thì ý muốn của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trên đời sống của chúng ta. Không còn cái thắc mắc là muốn hay không muốn gì nữa hết trơn. Cái người phụng đang ở dưới luật pháp, họ chưa có ân điển. Nên ông cầu xin lòng thương xót của Chúa cũng có nghĩa là ông cầu xin Chúa ban cho ông một ân huệ
Chúa cho, Chúa dành ân điển cho ông. Mặc dù là ông bị ruồng bỏ, nhưng mà ông biết ở đây có một hy vọng, ở đây có một sự thương xót, chứ không phải là rủa xả, ruồng bỏ, cách ly giống như những người Pharisee và thầy thông giáo. Thường họ gớm ghê những người này. Cho nên là ông chưa có, nhưng mà ông cầu xin lòng thương xót của Chúa. Còn với chúng ta thì sao? Với chúng ta thì mọi sự, mọi nhu cầu trong cuộc đời chúng ta là đã được thực hiện hết rồi. Mọi nhu cầu trong cuộc đời chúng ta đã được thực hiện rồi. Chúa nói là mọi sự đã được trọn rồi. Ngài bị đánh đập, Ngài trở nên nghèo hèn, Ngài bị sỉ nhục. Tất cả những điều đó để cho chúng ta được tự do, được sang trọng, được vui mừng, được bình an, vân vân. Nếu trong khi mà chúng ta cầu nguyện mà những triệu chứng nó đang còn đó, hoặc là hiện trạng nó chưa thay đổi, thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng Chúa không khứng. Đừng bao giờ nghĩ rằng, thói quen của người ta hay nghĩ vậy. Chúng ta biết là Chúa đã khứng, Chúa đã làm rồi nữa tại thập tự giá rồi, chứ không phải là Chúa chưa đâu. Ý muốn của chúng ta là bây giờ, hiện tại. Ý muốn của chúng ta là trong tương lai, mà Chúa thì đã làm xong từ trong thời quá khứ rồi. Rất là nhiều lẽ thật mà chúng ta đã học, chúng ta đã nghe, nhưng mà thật sự là nó chưa có sản sinh đức tin. Kinh Thánh nói là đức tin đến bởi người ta nghe, và người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Lời của Đấng Christ, lời Đấng Christ, Chúa Giêsu đến đây làm gì? Chúa Giêsu đến đây để đem lẽ thật. Cho nên lời Đấng Christ chính là lẽ thật, không phải là luật pháp đâu quý vị. Không phải là luật pháp đâu. Kinh Thánh nói rõ nha, không phải là lời của Đức Chúa Trời được rao giảng đâu, mà Kinh Thánh nói là người ta đức tin bến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Môi-se thì giảng luật pháp, Chúa Giêsu giảng về lẽ thật. Cho nên chúng ta phải phân biệt rõ lẽ thật và luật pháp, không được lờ mờ cái này. Nhưng khi chúng ta tiếp nhận lẽ thật thì chưa có sản sinh đức tin đâu quý vị. Để cho lẽ thật được mầu nhiệm, lẽ thật được ứng nghiệm, lẽ thật được xảy ra trên đời sống của chúng ta, thì nó phải có đức tin, phải sản sinh ra đức tin mới được. Cho nên việc của chúng ta, nhiều khi chúng ta nghe nhiều về ân điển của Chúa, nhưng mà chúng ta chưa thấy được cái điều đó trên đời sống của mình, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục cầu nguyện, chúng ta tiếp tục công bố lẽ thật đó cho mình. Công bố lẽ thật đó ra. Chúng ta công bố mình là người giàu có, chúng ta công bố địa vị mình là người thánh, chúng ta công bố mình là người công chính, và phước lành của người công chính phải đầy dẫy trên đời sống của chúng ta. Chúng ta công bố mình là một người sang trọng, là vua, là thầy tế lễ. Chúng ta cứ hằng công bố như vậy. Điều gì mà chúng ta công bố nhiều, điều đó nó thành thật trên đời sống của chúng ta, nó mới sản sinh ra đức tin. Chúng ta không công bố theo lý luận của đời này, chúng ta công bố theo lẽ thật, mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, và Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng ta vào trong lẽ thật. Cho nên hãy công bố lẽ thật. Tất nhiên chúng ta công bố cho mình, lời công bố chúng ta là công bố cho mình, chứ không phải công bố cho Đức Chúa Trời. Nhiều khi chúng ta nghĩ chúng ta công bố để Đức Chúa Trời nghe, và bắt buộc Đức Chúa Trời phải làm theo lời mà Ngài phán. Không phải vậy. Chúa làm rồi, Chúa làm rồi. Chúa không hề bị tác động bởi lời công bố của chúng ta. Chúa không hề bị ảnh hưởng bởi lời công bố của chúng ta. Bởi vì Chúa đã làm rồi, điều đó xong rồi. Nhưng mà lời công bố là công bố cho chính bản thân chúng ta. Nó tác động đến chính bản thân chúng ta này, và nó sản sinh ra đức tin. Chúng ta công bố, chúng ta nếu mà điều đó mà chúng ta công bố mà lặp đi lặp lại thì sẽ đến một cái lúc đó mà Chúa Giêsu nói gì? Chẳng nghi ngại ở trong lòng. Nhưng tin chắc lời mình nói sẽ ứng nghiệm, thì điều đó sẽ thành cho. Tin chắc lời mình nói ứng nghiệm, không còn nghi ngại trong lòng nữa. Lần đầu tiên nghe giảng, lần đầu tiên nghe lẽ thật, thích thú về lẽ thật, tiếp nhận lẽ thật. Nhưng mà có một nguyên tắc là hạt giống đạo mà nó rơi vào thì nó phải rơi đúng mạch đất tốt. Mảnh đất mà thích thú, mảnh đất mà ham thích, muốn được cái lẽ thật đó, nó kết quả trên đời sống mình. Mảnh đất đó nó cũng giữ cái lẽ thật đó, nó tiếp tục, nó ấp ủ, nuôi dưỡng, duy trì, công bố lẽ thật đó cho mình, thì sẽ sản sinh ra kết quả.
Cho nên việc công bố, nhắc lại, việc công bố không phải là công bố cho Đức Chúa Trời để Ngài làm, mà công bố là con Chúa cho chúng ta, vì Ngài đã làm rồi, công bố cho chúng ta. Đến một mức độ mà coi như là chúng ta không còn nghi ngại trong lòng. Có một cái thái độ tiêu cực khác mà lần đầu tiên mà thầy qua Canada, thầy cũng hơi chưng hửng. Lần đầu tiên qua Canada gặp một cái ông đó, ông nói ông là coi như là gì, làm việc cho FPT ở Việt Nam, là giám đốc, là giám gì của chi nhánh gì của FPT Việt Nam. Ông nói nghe ngon lắm, mình cứ tưởng thiệt thiệt không á. Ông cũng vô nhóm hội thánh mà ông nói chuyện mình cứ tưởng thiệt không. Rồi sau này đến chừng gặp mấy anh em khác thì nói ông này cũng nổ. Ủa tôi ở Việt Nam tôi qua bên đó mà ông còn nổ với tôi nữa, thiệt hết ý luôn. Mà không phải chỉ một mình ổng mà một số người nữa, cho nên mình thấy là nó có cái vấn đề này. Nhiều khi á, mấy người mà coi như Việt Kiều về Việt Nam á, tự xưng mình là giám đốc, giám gì đó, nói tiếc là tưởng mình là vậy, tưởng mình thiệt vậy luôn. Nhưng đó là không phải là lẽ thật. Lẽ thật ở đây là gì? Lẽ thật đây là Chúa đã phán rồi, Chúa đã làm rồi. Tôi công bố điều đó ra cho chính tôi. Tôi công bố cho đến khi nó trở thành máu, thành thịt của tôi, trở thành đức tin của tôi, sản sinh ra đức tin của tôi. Khi tôi nói mình là người giàu, tôi không nói theo hiện trạng của tôi. Tôi nói theo lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và tôi nói theo điều Đức Chúa Giê-xu đã làm, Ngài trở nên nghèo để tôi được giàu. Ngài đã làm rồi. Có thể ban đầu tôi công bố chưa có ảnh hưởng gì lắm, bởi vì nó cần có cái thời gian. Cần có thời gian. Tôi bền giữ cái hạt giống đó. Tôi cứ công bố đến mức mà đến lúc mà tôi tin quyết thật sự, và cái niềm tin đó là niềm tin thật chứ không phải giả như mấy cái ông mà nổ, bị kêu nổ. Tin thật thì lúc bây giờ sản sinh ra đức, sản sinh ra phép lạ. Trong sách Habacuc đoạn 2 câu 1, Chúa cũng có nói. Ông Habacuc ông biện luận với Chúa. Rồi ông ngồi, ông coi chừng nào Chúa đáp lời ông. Ông nói ta đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì. Ông lấy cái ví dụ về vọng canh với đồn lũy để giống như là ông canh giữ kỹ lắm, ông canh kỹ coi Chúa trả lời ông thế nào. Và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Đấy. Đức Sơ-va đáp lại cùng ta mà rằng ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng hầu cho ngươi đương chạy đọc được. Chúa nói với ông á, cái sự hiện thấy của ngươi đó, bây giờ ngươi viết ra ra đi. Viết nó ra đi, bởi vì ông còn đang trông đợi, ông chờ. Nhưng mà Chúa nói viết nó ra trên bảng luôn. Thậm chí viết bự đến nỗi mà ngươi có chạy ngươi cũng đọc được, ngươi có chạy ngươi đọc cũng được. Chứ đừng nói là đứng. Ngày hôm nay chúng ta có cái thói quen mà chúng ta để câu gốc, cái câu kinh thánh ở trong nhà, những câu quan trọng ở trong nhà đó, cũng được, cũng tốt, rất tốt. Mỗi lần đi ra đi vào nhìn lên đứng đó công bố. Mỗi lần đi ra vào nhìn lên đứng đó công bố. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định. Nó có cái kỳ. Nó có một cái thời điểm. Không phải lúc mà chúng ta công bố nó xảy ra liền đâu. Nó có cái thời điểm. Chúa chuẩn bị tất cả để đúng cái thời điểm đó. Chúa sửa soạn tất cả để đúng cái thời điểm đó. Rất hay. Hồi xưa thầy không bao giờ thầy nghĩ thầy đi được Canada đâu. Hồi lúc mà gia đình đã đi rồi, lúc đó thầy mới tin Chúa. Nhớ gia đình. Và không biết rằng bao giờ mới có thể gặp lại được. Gặp lại được ba mẹ, gặp lại được anh chị em, những người đã từng sống và coi như là yêu thương mình biết bao nhiêu từ hồi nhỏ cho tới lớn. Lúc đó ngồi cầu nguyện với Chúa mà không nghĩ là sẽ đi được Canada đâu, không nghĩ. Lúc đó nghèo lắm quý vị. Mà không ngờ ngày nay đi Canada liên tục. Chúa sắp xếp nhiều cái rất là hay. Chúa sắp xếp mọi sự để rồi mình được đi một cách liên tục. Rồi cái nhà, rồi chiếc xe hơi này kia. Những cái nó lạ lắm. Nó nhiều kỳ lắm. Nhưng mà có cái thời điểm. Chúa phải chuẩn bị để đến cái thời điểm đó. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định. Sau cùng nó sẽ kiếp đến. Sau cùng nó sẽ xảy ra bất ngờ lắm quý vị. Không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi. Bởi chắc chắn sẽ đến. Đợi
bởi nó chắc sẽ đến. Nếu mà không tin chắc nó sẽ đến thì không đợi. Ở đây ông Habakkuk, ông là chỉ thấy khải tượng thôi, ông chờ cái khải tượng đó xảy ra. Và Chúa nói ông để gây dựng đức tin của ông là ông cần phải chép nó rõ rệt ra trên bảng, thậm chí khi chạy cũng có thể ngờ đọc được nữa. Và Chúa biểu nó đợi đi, hãy đợi đi, bởi vì nó chắc sẽ đến. Đừng bỏ cuộc, chắc sẽ đến, hãy đợi. Nó có cái kỳ nhất định của nó. Chúng ta khác, chúng ta không phải là hiện thấy đâu quý vị. Chúng ta là người giàu thật sự rồi, bởi vì Chúa Giêsu đã làm rồi, cái chuyện đó đã làm rồi. Chúng ta là người công chính, chúng ta là thánh nhân. Chúng ta không có đi tìm kiếm phước hạnh nó đuổi theo cuộc đời của chúng ta. Chúa đã làm rồi. Habakkuk thì thấy sự hiện thấy và đợi sự hiện thấy xảy ra. Còn chúng ta thì coi như là chúng ta công bố những điều đã xảy ra để điều đó nó ứng nghiệm trên cuộc đời của chúng ta. Nó bày tỏ trên cuộc đời của chúng ta. Câu 4 nói này, lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó. Song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Kẻ kiêu ngạo thì không có sự công bình. Không có sự công bình. Họ dùng mọi thủ đoạn, mọi cách để họ có thể đạt được cái cuộc sống mà họ mong muốn. Nhưng mà chúng ta thì không dùng giống như họ. Người công bình thì sống nhờ đức tin. Người công bình là sống bởi đức tin. Sống bởi đức tin là sao? Bây giờ lẽ thật có hết rồi. Bây giờ Chúa đã làm hết rồi. Giờ tôi tin, tôi nhận thôi. Chứ tôi không có phải là coi như là tôi là người công bình rồi, tôi không còn là tội nhân mà tôi sợ hãi là tôi không được phước. Chúa xưng tôi là công bình rồi thì phước lành dành sẵn cho tôi. Tôi tiếp nhận bởi đức tin thôi chứ không có còn cái nỗ lực cá nhân hay là gì nữa hết. Sống bởi đức tin của mình. Có thể là nó có cái giai đoạn. Có thể ban đầu chúng ta tập tành từng bước một, bước một. Nhưng mà đến một mức độ nào đó thì lời công bố của chúng ta chỉ cần công bố một cái thôi thì nó đã xảy ra rồi. Có thể ban đầu chúng ta hơi vất vả trong cái việc mà chúng ta luyện tập năng lực thuộc linh của chúng ta, năng lực trong môi miệng của chúng ta. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì coi như là không còn phải nhọc công nữa, không còn phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Giống như khi đi giải cứu đuổi quỷ cũng vậy. Nhiều khi cầu nguyện đuổi quỷ rất lâu nó không ra, nhưng cuối cùng nó cũng ra, nhưng mà hơi vất vả. Khi đến một chừng mực nào đó mà quỷ nó nhìn thấy là nó run rồi, chứ đừng chưa nói gì hết. Công bố một cái là nó đi. Đó là một khía cạnh thôi, cái vấn đề giải cứu nó là một khía cạnh thôi. Còn nhiều lẽ thật khác trong cuộc sống chúng ta mà Chúa đã sắm sẵn, Chúa đã làm rồi. Cho nên chúng ta cũng không có cầu nguyện giống như là coi như là những người khác là nếu Chúa muốn. Chúng ta là những người công bố lẽ thật. Rồi. Đức Chúa Giêsu giơ tay rờ người. Trong luật pháp á, kẻ phun thì sao? Kẻ phun thì bị cách ly. Ai đụng đến sẽ bị ô uế. Kẻ phun á. Nhưng mà cái đó là biểu tượng nha, về mặt thuộc linh. Về mặt thuộc linh thì sao? Về mặt thuộc linh thì tất cả mọi người nếu không tin Chúa đều là ô uế như kẻ phun hết. Đều là ô uế. Họ không ô uế bên ngoài, nhưng mà họ ô uế về phần thuộc linh. Thi Thiên đoạn 53 câu 3 nói là chúng nó thảy đề thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế. Chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Không có ai, dẫu một người cũng không. Chúng nó cùng nhau trở nên ô uế. Người phun bị ô uế về thể xác, nhưng cả thế gian này đang ô uế về phần linh hồn của mình, vì tội lỗi. Này, Kinh Thánh chép rõ này. Trong cái câu chuyện này Kinh Thánh chép rõ này. Chúa đụng đến ông làm cho ông được sạch. Chúa đụng đến ông làm ông được sạch. Chúng ta thấy nó cái điều mạo nhiệm ở đây. Không một người nào dám đụng đến kẻ phun. Bởi vì nếu mà đụng đến kẻ phun thì bị lấy ô uế luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu đụng đến kẻ phun. Kẻ phun bị lấy sự sạch của Chúa Giêsu luôn. Hay chưa? Nghĩa là sự thánh khiết nó mạnh hơn.
Sự vinh quang và sự thánh khiết nó lớn lao, nó vĩ đại hơn. Không ai dám đụng đến ông phun bởi sợ sẽ bị ô uế, mà thực sự bị ô uế luôn. Thậm chí cái áo mà người phun mặc cũng bị ô uế đến nỗi phải đốt đi chứ không được mặc lại, không được giặt và mặc lại nữa. Thậm chí nhà mà coi của kẻ phun cũng phải bị đốt đi chứ không phải được sửa rửa gì lại nữa. Ô uế đến mức vậy. Nhưng mà lạ lùng là Chúa đụng đến kẻ phun, Ngài không bị ô uế mà kẻ phun được sạch. Đó là diệu kỳ chứ. Nó có cái ý nghĩa thuộc linh của nó. Đó là một câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh nhưng mang ý nghĩa thuộc linh. Ai tin Chúa Giê-xu người ấy được nên thánh. Ai tin Chúa Giê-xu người ấy được nên thánh. Thánh, nhắc lại nha, thánh không phải là công bình đạo đức đâu nha. Thánh là sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Thánh là biệt riêng và được thánh khiết, được trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không tự làm nên thánh, chỉ Chúa Giê-xu là lẽ thật mới làm cho chúng ta nên thánh được. Đây. Như Ê-sai đã tiên tri đó. Ê-sai tiên tri trước rồi. Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của con gái Sion, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi nó. Thần công bình cùng thần thiêu đốt. Chúa Giê-xu Christ chúng ta đã đến trên thế gian này và ai chạm đến Ngài, Ngài chạm đến ai thì người đó được gì? Được tẩy sạch mọi sự ô uế nhờ huyết của chính Ngài. Vậy. Cho nên chúng ta thấy có một cái biểu tượng ở đây mà nó diệu kỳ cái chỗ đó. Ai mà còn lơ mờ mình là ô uế, mình là tội nhân thì người đó thật sự không hiểu gì cả. Không hiểu gì cả. Ngày hôm nay tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ thì huyết của Chúa Giê-xu Christ đã rửa sạch tôi rồi, tôi trở thành thánh nhân rồi. Sau khi hết phun thì theo luật, luật của cụ ước, luật của luật pháp đó nha, thì ông ta phải đi cho thầy tế lễ khám. Chúa Giê-xu nói với ông là hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, không nói cùng ai mà hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ làm chứng cho họ. Chúng ta trở lại chút xíu. Đây. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng người rằng hãy giữ chớ nói cùng ai, xong hãy đi tỏ mình cùng thầy tế, thầy cả và dân của lễ theo như Môi-se dạy để làm chứng cho họ. Có nghĩa là thứ nhất là tỏ mình cùng thầy tế lễ, thứ hai là dân của lễ và thứ ba là làm chứng cho họ. Nhưng mà chúng ta thấy nè, sau khi hết phun đó, theo luật ông phải đi cho thầy tế lễ khám. Ông thầy tế lễ ông phải khám, ông xác nhận đây là không còn phun nữa. Rồi thứ hai nữa là nếu mà đúng như vậy đó thì ông ta đó phải được ông thầy tế lễ rảy huyết 7 lần. Rồi xong giặt áo, cạo lông, tắm trong nước. Rồi tiếp tục ở ngoài 7 ngày sau nữa. Mà 2 lần 7 ngày là 14 ngày. Rồi dâng bao nhiêu cái của lễ, nào là con chim, nào là con dê, nào là con bò, dâng bao nhiêu của lễ, rồi cuối cùng mới được cho vào cộng đồng. Có nghĩa là nhiều cái thủ tục lắm. Mặc dầu được khám hết phun rồi mà phải thực hiện nhiều cuộc tịch, dâng của lễ, chuộc tội này kia thì cuối cùng mới trở lại cộng đồng, mới trở lại với gia đình của mình. Nó khó khăn như vậy đó. Hồi xưa nó khó khăn như vậy. Cho nên là Chúa Giê-xu nói hãy đi làm đúng theo cái luật đó để được trở về nhà. Đấy. Nhưng mà trong ý nghĩa biểu tượng thì chúng ta thấy thấy loài người là ô uế vì tội lỗi. Cho nên ô uế cho nên bị xa cách Đức Chúa Trời. Giống như người phun mà ô uế thì bị xa cách khỏi cộng đồng của mình, khỏi gia đình của mình. Con người thì ô uế vì tội lỗi cho nên xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà nhờ huyết của Chúa Giê-xu mà được tẩy sạch, được nên thánh và được đem vào trong nước của Đức Chúa Trời. Được đem vào trong gia đình của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy tuyệt vời chứ. Hồi xưa chúng ta xa cách Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi với anh chị em đang ở trong gia đình của Đức Chúa Trời. Được cha chăm sóc vì Đức Giê-hô-va đấng chăn giữ tôi. Trong câu tôi nhất đoạn 6 câu 10 thì nói là gì? Chớ tự dối mình. Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm dáng yểu điệu. Dáng yểu điệu đây là đàn ông mà làm dáng yểu điệu chứ không phải phụ nữ làm dáng yểu điệu. Phụ nữ thì đương nhiên rồi. Không có tội lỗi gì đây hết. Nhưng mà đàn ông mà yểu điệu. Rồi kẻ đắm nam sắc. Kẻ đắm nam sắc. Kẻ đắm nam sắc đây là đàn ông mà khoái đàn ông. Rồi kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa cưỡi chửi rủa. Hà tiện cũng là vấn đề.
say sưa nữa, rồi chửi rủa, rồi chắc bóp nó cũng hà tiện, đều chẳng hưởng được nước Đức Chúa Trời. Ông đâu có nói cơ đốc nhân đâu. Ông không nói cái câu này với cơ đốc nhân. Bởi vì trong câu 11 nói trước kia anh em ít nữa cũng có đôi người như thế. Trước kia. Có thể người bình thường như chúng ta không phạm những cái tội này, nhưng tất nhiên rằng chúng ta cũng đã hư mất bởi vì tội của Adam. Hay sự chết nó đang cai trị. Đấy. Nhưng mà cũng không ít người, Phaolô nói một cách tế nhị, không ít người dính vào những cái chuyện này. Nhưng ông nói trước kia, sau đó ông nói nhân danh Đức Chúa Jesus Christ và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em đã được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi, có cái chữ rồi ở đây. Không phải là tôi đang con quá trình nên thánh đâu, thôi cái chuyện nên thánh không phải là một tiến trình đâu quý vị, nên thánh là bởi huyết Chúa Jesus rửa sạch một lần. Chứ không phải là nên thánh là phải từ từ nên thánh, tại vì họ quan niệm nên thánh là công bình, là đạo đức. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh, bản NIV thì nói gì? Nói là gì? You were washed. Có nghĩa là đã được rửa sạch rồi. Chữ were là quá khứ đó quý vị. Đã được rồi đó. Were là đã được rồi. Được rửa sạch rồi. Rồi gì nữa? Were sanctified. Là được nên thánh rồi. Được thánh sạch rồi đó. Were justified. Nghĩa là cũng là were là đã rồi, đã được xưng công chính rồi trong danh Chúa Giêsu Christ và bởi Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. In the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ghi rất là rõ ràng. Were washed, were sanctified, were justified. Là quá khứ rồi. Ngày hôm nay người ta cứ nghĩ là mình phải nên thánh, mình có tiến trình nên thánh, không có chuyện đó. Vậy là nếu anh chưa nên thánh là anh tội nhân đó. Nếu chưa tin thánh là anh là ô uế đó. Ô uế thì anh không được phần gì của Đức Chúa Trời. Ô uế thì anh xa cách Đức Chúa Trời. Ô uế thì anh không ở trong gia đình Đức Chúa Trời được. Đừng xưng Đức Chúa Trời là cha. Cho nên chúng ta thấy đó là một biểu tượng. Khi ông này ông trở về gia đình, ông được gia đình đón tiếp, được cộng đồng đón tiếp, thì chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu thì chúng ta được trở lại gia đình của Đức Chúa Trời, không còn ô uế nữa. Yeah. Rồi, tất nhiên là trong cuộc đời của chúng ta, trong cuộc sống chúng ta có nhiều điều chúng ta cần cầu nguyện. Ngoài những gì Chúa Giêsu đã làm trên thập tự giá một cách đầy đủ trọn vẹn cho nhu cầu, cho cuộc sống của chúng ta, mà bây giờ chúng ta chỉ xưng là, chúng ta được xưng là người công bình, chúng ta chỉ cần công bố bởi đức tin của mình để nhận lãnh những điều đó. Tuy nhiên tất cả có nhiều cái vấn đề mà chúng ta cũng cần cầu nguyện. Chúng ta cần cầu xin. Và những chúng ta biết rằng là Chúa cũng không từ chối bất kỳ lời cầu xin nào của chúng ta. Ngài luôn muốn, Ngài luôn cứng đối với con cái yêu dấu, Ngài đã hy sinh chính mạng sống của Ngài. Cho nên trong văn đoạn 14 câu 13 Chúa nói các nhân người dân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu. Điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho để cha được sáng danh nơi con. Điều chi mặc dầu ta cũng muốn, ta cũng làm cho.